Thưa quý vị, thưa bà con, mới đây thì Cục Phòng vệ Thương mại Bộ Công Thương đã phát đi thông báo. Cơ quan này nhận được thông tin Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã tiếp nhận hồ sơ yêu cầu điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm mật ong có xuất xứ từ Việt Nam và 4 nước khác. Đây là lần đầu tiên sản phẩm mật ong của Việt Nam có nguy cơ bị điều tra biện pháp phòng vệ thương mại. Điều đáng nói đó là nếu bị phía Hoa Kỳ áp thuế thì mật ong của Việt sẽ rất khó vào thị trường Hoa Kỳ. Hiện nay thì thị trường này hiện chiếm tỷ trọng tới 95% tổng giá trị xuất khẩu mật ong của Việt Nam. Theo Cục Phòng vệ Thương mại Bộ Công Thương, nguyên đơn là Hiệp hội các nhà sản xuất mật ong Hoa Kỳ và Hiệp hội mật ong Sirius. Hàng hóa sẽ trong diện bị điều tra là mật ong thô được phân loại theo mã HS0409.00. Các doanh nghiệp cần kiểm tra đối chiếu với mã HS khi xuất khẩu và mô tả sản phẩm của Hoa Kỳ. Thời kỳ điều tra bán phá giá đề xuất là từ ngày 1 tháng 10 năm 2020 đến ngày 31 tháng 3 năm 2021. Thời kỳ điều tra thiệt hại là từ ngày 1 tháng 1 năm 2018. Theo số liệu của Hải quan Hoa Kỳ, kim ngạch xuất khẩu mật ong của Việt Nam vào thị trường này đạt khoảng 50.700 tấn trong năm 2020, chiếm khoảng 25,8% tổng lượng nhập khẩu mật ong của Hoa Kỳ. Bộ Thương mại Hoa Kỳ cũng đã gửi bảng câu hỏi lượng và giá trị cùng ngày với thông báo khởi xướng vụ việc. Các doanh nghiệp sẽ có khoảng 14 ngày để hoàn thiện bảng câu hỏi. Việc trả lời bảng câu hỏi là bắt buộc nếu doanh nghiệp không muốn bị áp mức thuế bất hợp tác. Từ sau khi có thông tin vụ việc, thị trường mật ong Hoa Kỳ gần như tạm ngưng nhập khẩu sản phẩm từ Việt Nam. Chỉ có các doanh nghiệp đã có hợp đồng trước đó thì vẫn tiếp tục xuất khẩu, còn hợp đồng mới thì hầu như không được ký nữa. Vâng, thưa quý vị và bà con, đây là lần đầu tiên sản phẩm mật ong của Việt Nam có nguy cơ bị điều tra biện pháp phòng vệ thương mại và có thể là vụ việc điều tra phòng vệ thương mại thứ 3 trên thế giới sau vụ việc Hoa Kỳ điều tra chống bán phá giá đối với mật ong của Trung Quốc, vụ việc Hoa Kỳ điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với mật ong của Argentina vào năm 2001. Và theo như thông lệ thì Bộ Thương mại Hoa Kỳ sẽ gửi bản câu hỏi lượng và giá trị cùng ngày với thông báo khởi xướng vụ việc, và các doanh nghiệp sẽ có khoảng 14 ngày để có thể hoàn thành bảng câu hỏi lượng và giá. Việc mà trả lời bảng câu hỏi này là bắt buộc nếu như doanh nghiệp không muốn bị áp mức thuế bất hợp tác. Vâng, và với vấn đề này thì xin được nhờ luật sư Trương Quốc Huệ, luật sư có cái ý kiến như thế nào ạ? Dạ vâng, hiện nay thì chúng ta, những người nông dân, những người đang sản xuất ra lượng mật ong rất lớn của thế giới đang bị một cái nguy cơ, đó là nguy cơ chống bán phá giá của Hiệp hội Mật ong Mỹ. Và theo như thông điệp của Hiệp hội Mật ong Mỹ, những nhà sản xuất mật ong tại Mỹ thì họ đang yêu cầu chúng ta phải giải trình các nội dung để chứng minh là họ đúng. Có nghĩa rằng họ cho rằng chúng ta làm những việc mà làm cho giá mật ong của chúng ta xuất sang họ là thấp hơn giá thành mà chúng ta sản xuất. Thì ở đây chúng ta, bà con và những người sản xuất mật ong hết sức chú ý là đây là một trong những vụ kiện tiếp theo của những vụ kiện trong cái hiệp ước thương mại. Ví dụ như cá ba sa, ví dụ như tôm, ví dụ như là tôn mạ. Và hiện nay Việt Nam chúng ta cũng đã trải qua rất nhiều những cái việc chống bán phá giá này rồi. Và thực tế thì đã có kinh nghiệm trong vấn đề giải quyết cái việc chống bán phá giá của Hoa Kỳ. Thì thưa các bạn, thì tại mục 2.2 điều 2 hiệp định thực thi điều vị của Hiệp định chung về thuế quan và thương mại GATT 1994 quy định, trong phạm vi hiệp định này, một sản phẩm bị coi là bán phá giá, tức là được đưa vào lưu thông thương mại của một nước khác thấp hơn giá trị giá thông thường của sản phẩm. Nếu như giá xuất khẩu của sản phẩm được xuất khẩu từ một nước này sang một nước khác thấp hơn mức giá có thể so sánh được đưa của sản phẩm tương tự được tiêu dùng tại nước xuất khẩu theo các điều kiện thương mại thông thường. Hiệp định thực thi điều vị của Hiệp định chung thuế quan thương mại GATT 1994 quy định tại điều 5 bắt đầu vào quá trình điều tra tiếp theo. Tại quy định từ 5.1, trừ phi có quy định khác tại khoản 6 dưới đây, một cuộc điều tra để quyết định xem thực sự có tồn tại việc bán phá giá không, cũng như quy định mức độ và ảnh hưởng của trường hợp đang bị nghi ngờ là bán phá giá sẽ được bắt đầu khi có đơn yêu cầu bằng văn bản của ngành sản xuất trong nước hoặc của người nhân danh cho ngành sản xuất trong nước. 5.2, đơn yêu cầu được nhắc đến tại khoản 1 sẽ bao gồm bằng chứng của A, việc bán phá giá, B, sự tồn tại theo đúng cách hiểu của điều 6 Hiệp định GATT 1994,
và được diễn giải tại hiệp định này, và C, mối quan hệ nhân quả giữa hàng xuất khẩu được bán phá giá và tồn tại đang nghi ngờ xảy ra. Việc khẳng định đơn mà không được cụ thể hóa bằng các bằng chứng xác định sẽ không được coi là đáp ứng đầy đủ các điều kiện đề ra tại khoản này. Đơn yêu cầu sẽ buộc gồm những thông tin hợp lý mà người nộp đơn có quyền để đưa ra các vấn đề sau. A, tên của người nộp đơn mô tả số lượng và giá trị. Ở đây tôi đang đọc phần 5 của cái hiệp định GAP để khẳng định là phía bên nhà sản xuất mật ong tại Mỹ, họ đang có các cơ sở pháp lý và theo quy định của GAP đã viết đơn yêu cầu Hiệp hội Ngoại thương của Mỹ và yêu điều tra việc chống bán phá giá của mật ong Việt Nam. Thì được quy định tại điều khoản 5 của Hiệp định GAP năm 1994. Và quyền của chúng ta thì được quy định là tại điều 6 của cái Hiệp định GAP là chúng ta là người bị điều tra về việc hành vi chống bán phá giá. Thì ở đây bà con và những người sản xuất mật ong trong ở nước Việt Nam chúng ta nên chú ý được quy định tại điều 6 của Nghị định GAP 1994. Được quy định tại 6.1 là tất cả các bên liên quan đến một cuộc điều tra chống bán phá giá phải được thông báo về những thông tin mà cơ quan có thẩm quyền yêu cầu. Có nghĩa rằng chúng ta là những người mà hiện nay đang bị điều tra chống bán phá giá, chúng ta được tiếp nhận các nguồn thông tin và được nguồn thông tin đặc biệt đó chính là từ phía Hiệp hội các nhà sản xuất mật ong của Mỹ đang khởi kiện chúng ta về hành vi mà chúng ta là có bán phá giá vào chính phủ Mỹ hay không, vào quốc gia Mỹ hay không. Thì ở đây tại điều 6 quy định là cái quyền của chúng ta được tiếp cận các thông tin đầy đủ mà từ phía người có là nguyên đơn, chúng ta tạm gọi là nguyên đơn, tức là những nhà sản xuất mật ong tại Mỹ đưa ra. Và ở đây chúng ta là bị đơn trong vụ kiện này, thì nhiệm vụ của chúng ta phải làm những điều như thế nào? Thì tôi xin phép được tóm tắt cụ thể ở cái GAP như sau. Thứ nhất đó là những người mà tại Mỹ họ cử ra vào thị trường Việt Nam mình để điều tra có dấu hiệu bán phá giá hay không ở những thông điệp như sau. Một là chúng ta có sản xuất giá thành để sản xuất ra 1 kg mật ong của chúng ta tại thị trường Việt Nam tương xứng với mật ong của Mỹ thì giá thành của chúng ta sản xuất ra là bao nhiêu, thì điều này hiệp hội và những nhà sản xuất Việt Nam của chúng ta phải chứng minh được cái giá thành của chúng ta sản xuất ra. Giá thành chúng ta sản xuất ra ở đây bao gồm tất cả những cái chi phí, kể cả những việc chi phí vận chuyển, chi phí đi lại, và tất cả những chi phí này phải là hợp lý và phù hợp với việc xây dựng lên giá thành của 1 kg mật ong. Vấn đề thứ hai là chúng ta có sản xuất, là cố gắng sản xuất dư thừa để tích tụ, và sau sự tích tụ có nghĩa là chúng ta tích lũy lại xong đấy rồi thì với cái lượng sản phẩm rất nhiều để tập trung vào thị trường Mỹ bán dưới giá thành để làm cho cái giá thành mật ong của Mỹ bán dưới giá của chúng ta hay không. Đây cũng là một hành vi mà cơ quan điều tra chống bán phá giá của Mỹ sang chúng ta xem, để xem xét là chúng ta có sản xuất ra và đưa vào nhập kho với cái lượng mà bất hợp lý hay không. Và thường thì như chúng ta cần phải giải trình là cái việc chúng ta sản xuất ra theo thời vụ. Ví dụ như mật ong của chúng ta là hoàn toàn phụ thuộc vào những cái mùa vụ như mùa hoa xoan, hoa vải, hoa cam, tất cả các thứ đó đều vào mùa xuân. Thì người nông dân hoặc nhà sản xuất mật ong của chúng ta là đang khai thác tại thời điểm mùa xuân. Và mùa xuân là mùa nở hoa thì chúng ta cũng phải giải trình với cơ quan điều tra của chống bán phá giá của Mỹ là mùa xuân là mùa mà chúng tôi khai thác mật ong với cái trữ lượng mà chúng tôi khai thác tương xứng với mùa hoa. Đấy chính là cái mà chúng ta phải giải trình. Ví dụ như là cái sản lượng hoa xoan, hoặc là đặc biệt như là chúng ta đang có hai cái lượng vựa lớn, đó là hoa của cây nhãn và hoa của cây vải. Đây là những cái vựa rất lớn tại Bắc Ninh, Bắc Giang hoặc là Hải Dương là những cái vựa, thì rõ ràng là người sản xuất mật ong đang khai thác rất lớn với cái vựa hoa này. Đặc biệt ở đây chúng ta đang thấy có một cái lượng sản phẩm mật ong của Hà Giang, đó là mật ong được khai thác từ cây hoa bạc hà. Và đây cũng là một sản phẩm cực kỳ tối ưu mà có cả tính dược liệu trong này. Thì rõ ràng là phía những người sản xuất mật ong ở cây bạc hà
tại Hà Giang phải giải trình với cái sản lượng hoa bạc hà tại Hà Giang là có trữ lượng bao nhiêu, tương xứng để khai thác được bao nhiêu kg hoặc bao nhiêu tấn mật ong. Đấy chính là sản phẩm khai thác tự nhiên, chứ không phải là chúng ta khai thác ra để đưa vào tích lũy và nhằm bán ra thị trường một cách ồ ạt để làm giảm hạ thành. Thì đây là một vấn đề mà khi sản xuất mật ong thì bà con chúng ta đang có cái cơ sở để giải trình là chúng ta sản xuất theo mùa vụ. Và chính vì mùa vụ cho nên lượng sản phẩm trong thời điểm mà chúng ta sản xuất ra là hoàn toàn phụ thuộc vào mùa hoa. Cho nên chúng ta không có lỗi cố ý trong vấn đề là đưa vào tích lũy. Vấn đề thứ ba nữa là có phải là một nền kinh tế thị trường hay không? Thì thường là các nhà sản xuất mật ong ở nước Mỹ vào Việt Nam chúng ta đang điều tra để đánh giá xem là Việt Nam mình chúng ta có nền kinh tế thị trường hay không, hay là có sự trợ giúp của nhà nước. Thì đặc biệt đây là một vấn đề mà các nước tư bản khi vào Việt Nam thường hay coi Việt Nam chúng ta là một nước sản xuất không có thị trường bằng sự điều tiết có kế hoạch, ví dụ như vậy. Nhưng thực tế thì chính chúng ta là người đang áp dụng một cơ chế thị trường rất rất phổ biến, và chính tính cạnh tranh trong việc sản xuất mật ong không phải chỉ bây giờ mà đã có từ lâu. Vì vậy cho nên là chúng ta phải chứng minh cho cơ quan điều tra của Hiệp hội Mật ong Mỹ sang chúng ta điều tra là chúng ta không phải là sản xuất theo cái cơ chế, theo kế hoạch, mà chúng ta hoàn toàn sản xuất theo cơ chế thị trường. Vì vậy cho nên cái tính cạnh tranh của chúng ta là có, mà không có sự điều tiết hoặc trợ giá của nhà nước. Vấn đề tiếp theo nữa đó chính là nhận thức và ý thức của người sản xuất. Thì ở đây là đặc biệt là bên Mỹ thì họ rất quan tâm đến chất lượng sản phẩm và cái tạp chất trong cái chất lượng sản phẩm hoặc độc hại trong chất lượng sản phẩm, là đây là vấn đề mà chúng ta cần phải xem xét và đặc biệt quan tâm đến là cái công nghệ để chúng ta tái chế và thu hồi cái mật ong. Và đây chính là cái mà chúng ta cần phải công khai, là khi nhà sản xuất thì kể cả chúng ta đang áp dụng phương pháp sản xuất mật ong hoàn toàn theo tập quán, đó là con ong đi lấy mật, đi lấy hoa về tạo mật và chúng ta thu cái mật đó để chiết xuất hoặc để tái chế hoặc để chúng ta sơ chế trở thành mật ong đủ điều kiện xuất khẩu vào Mỹ. Thì ở đây chúng ta cũng phải công khai cái công nghệ này. Tóm lại có rất nhiều cái để chúng ta chứng minh với cơ quan điều tra về giá của Hiệp hội Mật ong Mỹ tại Việt Nam là chúng ta sản xuất hoàn toàn phù hợp với thực trạng tại Việt Nam và không có lỗi cố ý trong việc là làm cho giá thành của mật ong chúng ta thấp hơn giá thành của Mỹ để cạnh tranh với họ. Vậy thì chúng ta phải giải trình được hết tất cả mọi khâu, kể cả khâu logistics, tức là khâu mà chúng ta tạo thành sản phẩm và mang đến Mỹ để bán tại thị trường Mỹ. Thì đây tất cả các khâu này thì đều được phải công khai, và nghĩa vụ của chúng ta là người bị điều tra, là bị đơn thì phải chứng minh được điều này. Trong trường hợp mà chúng ta không mà chứng minh được rồi, chứng minh đầy đủ rồi và phù hợp rồi, thì Hiệp hội Hoa Kỳ Mỹ và Bộ Công Thương Mỹ sẽ xem xét là chúng ta có phải là người có lỗi cố ý để làm giảm giá thành mật ong tại thị trường Mỹ, có lỗi cố ý để làm hại cái nhà sản xuất mật ong tại Mỹ hay không. Thì trong trường hợp này chính phủ Bộ Công Thương Mỹ sẽ có ý kiến cuối cùng về vấn đề này. Và qua việc mà hiện nay mà chúng ta đang bị điều tra thì tôi mong bà con, mong những nhà sản xuất mật ong của Việt Nam chúng ta vững tin và đề nghị những người có chuyên môn, có những kiến thức pháp lý về việc hoặc có kinh nghiệm về việc chống bán phá giá đối với thị trường Mỹ tham gia và tư vấn cho Hiệp hội Mật ong Việt Nam chúng ta. Mong muốn kính chúc bà con vượt qua được sự khó khăn này. Dạ vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ về quan điểm của luật sư Trương Quốc Huệ. Vâng, thưa quý vị và bà con, mặc dù là còn rất nhiều những câu hỏi khác đã được gửi về cho chương trình thông qua tổng đài 1900-6145 của chúng tôi. Tuy nhiên thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Và một lần nữa xin được cảm ơn hai luật sư rất là nhiều ngày hôm nay đã đến tham dự chương trình và chia sẻ những tư vấn rất là hữu ích cho quý vị và bà con. Xin được hẹn gặp lại quý vị và bà con trong những chương trình lần sau.